Xin chào tất cả quý vị, thưa quý vị, trong video clip ngày hôm nay thì em Triệu xin được giới thiệu với các bác một chiếc tủ chè mà em Triệu rất là tâm huyết. Và chiếc tủ chè này thì được làm trên nền gỗ gụ căm các bác nhá. Và chiếc tủ chè này thì hoàn toàn là tích sen vịt sen cỏ hết các bạn. Với đôi cánh thì cơ sở em đã khả bằng chất liệu ốc là ốc vàng chanh cũ. Vàng chanh cũ có nghĩa là cái chất ốc vàng chanh mà đã rất là lâu năm rồi. Và cơ sở em đã sưu tầm được cái chất ốc này rất là lâu, bởi vì bây giờ cái chất ốc này gần như là không có nữa các bạn. Và ngay bây giờ thì em sẽ đi gần lại hơn để các bác có thể thấy được cái đôi cánh đó chính là cái phần giá trị nhất, đúng không ạ? Thì em sẽ quay cho các bác xem trước. Trước khi quay cho các bác xem những cái phần bệ hay là cái nèo các bác nhá. Đây, xem. Đấy. Các bác có thể thấy được là cái đôi cánh được khảm cảnh sen cò này thì cơ sở em đã sen nọng rất là nhiều, đúng không ạ? Sen nọng rất là nhiều. Đây, ở những cái lá sen này các bác xem này. Đấy, những cái lá sen này. Nhìn nả nước, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Thì đều được sen nọng hết bằng chất liệu ốc là ốc vàng chanh xanh hoa ní này, các bác xem này. Đây là những cái miếng ốc xanh hoa ní cũ các bác nha. Nhìn màu nó rất là sâu màu. Nó không như những cái dòng ốc bây giờ. Một lát nữa em sẽ quay các bác xem những cái dòng ốc mới bây giờ. Nó sẽ khác nhau hoàn toàn các bác nha. Đây các bác xem này. Nhìn như là cái chất ốc cổ các bạn. Nhìn như những cái tác phẩm cổ thì nó có chất ốc này, các bác xem này. Được tỉa tách cực kỳ kỹ đúng không ạ? Đây, cái lá sen này, bông hoa sen này. Xem. Và ở đây thì có hình ảnh là cái bông lúa này được nặng các bác nhá. Bông lúa nặng này. Đấy. Hình ảnh những cái cây cỏ này, nhỏ xíu và đó. Nhỏ xíu và được tỉa tách này, chấm cực kỳ kỹ ở trên những cái thân cây hoa sen này. Đó, được chấm từng cái chấm một. Và xem. Cực kỳ kỹ đúng không ạ? Nhỏ, rất là nhỏ. Đây là hình ảnh cái bông lúa bên trên. Hai bông lúa, một bông thì bằng chất liệu ốc đỏ vàng chanh, còn cái bông này là bằng chất liệu ốc xanh hoa ní các bác nha. Hai bông khác nhau và được tỉa, các bác xem này, nhìn rất là dày đúng không ạ? Được tỉa cái bông lúa rất là dày và nhìn rất là thật, các bác xem. Đấy, ở bên trên này thì sẽ có hình ảnh của những con châu chấu cào cào, các bác xem này. À, rất kỹ đúng không ạ? Và đặc biệt hơn thì sẽ là hình ảnh của những cái con cò. Đây các bác xem, những con cò này nhìn quá đã luôn đúng không ạ? Được tỉa tách từng một cái nông một thể hiện rất là rõ đúng không ạ? Và những cái cánh này đều sen nọng hết các bác nha. Cánh đều sen nọng hết. Đấy. Ở cái đầu này thì sẽ là một miếng ốc khác này. Và cái mỏ này thì sẽ được cắt chắp ghép bằng những cái miếng ốc xanh. Đấy, ốc xanh. Ba cái mỏ đều là ba miếng ốc khác, ốc xanh. Để mà phối màu vào các bác nha. Chứ không phải là cứ cắt đỏ hết là đẹp. Không phải các bác ạ. Đây, xem cái chân này. Được tỉa cực kỳ kỹ đúng không ạ? Từng một cái vảy chân một. Đấy. Còn đây là cái cảnh đầm nước. Các bác xem, cắt những cái sóng này thì nó rất là mất nhiều công các bác nha. À, cho nên là cái tác phẩm này thì cơ xem đã tạo tác trong vòng 3 tháng trời mới xong được một chiếc tủ chè này. Đây các bác xem. Chất ốc cực kỳ là đỉnh cao đúng không ạ? Nhìn cái chất ốc này nó rất là sâu các bác ạ. Đó, em sẽ quay cho các bác xem cái ở tấm cánh bên này các bác nhá. Đều là cảnh sen cò hết các bạn. Đây, đây là hình ảnh của những cái con cò này. Mỗi con mỗi dáng khác nhau đúng không ạ? Không con nào giống con nào. Được tỉa tách cực kỳ kỹ. Đấy, các bác mà đã có kinh nghiệm chơi về đồ gỗ cảm ốc thì khi mà nhìn vào cái đôi cánh này, nhìn vào chiếc tủ chè này thì chắc chắn là các bác cũng biết ngay đúng không ạ? Xem này. Đấy. Được tỉa tách để nhìn những cái đường xương gần như là nổi lên trên mặt của cái chiếc lá sen vậy đúng không ạ? Rất kỹ luôn. Rồi, tất cả đều lọng hết các bác nhá, đều lọng hết này ạ. Đều lọng đấy chứ không phải là hàng chóc ghép đâu. Rồi. Nhìn những cái con châu chấu cào cào này nhìn rất là sinh động đúng không ạ? Nhìn rất là thật, nhìn rất là feel. Đấy, xem. Chữ nhỏ cắt cực nét luôn. Với cái chất ốc này thì bây giờ là không còn, gần như là không còn các bạn. Đấy, bởi vì cơ sở em đã rất là may mắn sưu tầm lại được từ các bác thợ. Đó, các bác thợ cách đây 20-30 năm làm nghề rồi. Thì cơ sở em có thể mua lại được những cái miếng ốc cũ như thế thì em mới làm vào đây được. Chứ còn bây giờ ốc mới bây giờ thì nhìn nó rất là non màu các bạn nhá. Đó, nó không thể sâu màu, nhìn nó không thể như đồ cổ như này được. Các bác xem, chất ốc nó tuy nó không sáng, nó không sáng như ốc mới nhưng mà nhìn màu rất là già màu và rất là sâu các bác nhá, rất là sâu màu luôn. Đấy.
Còn đây là chiếc nèo này. Đấy, cái chiếc nèo. Nèo sen cò. Cực kỳ kỹ các bạn. Đây, xem. Đục kênh bóng cực kỳ mỏng luôn. Xem. Rất đẹp luôn. Với cái chiếc nèo này hay là chiếc bệ thì cơ cho em cũng đã giới thiệu trong một vài chiếc tủ chè rồi. Đây, xem. Đây là cái bệ này. Bên ngoài này thì cơ cho em đã đục cái hình ảnh của con rơi bên ngoài cùng. Ngoài cùng này sẽ là con rơi ở cái chân, tượng trưng cho phúc. Đó, phúc. Và tiếp theo đó chính là hình ảnh của cây trúc. Đó, cây trúc và hình ảnh của một đôi chim. Bên trong này thì sẽ là hình ảnh những con cò. Đấy. Sen cò. Và cái chiếc tủ này á, thì cơ xem đang là đánh theo màu là màu cánh gián già các bác nhé. Nhìn cái chiếc tủ nó rất là sang màu. Nhìn nó đúng như là gỗ chắc vậy các bạn. Nhìn đúng như gỗ chắc vậy. Đây các bác xem. Đây các bác thấy này. Cái đôi câu đối ở mé này hay là những chiếc đĩa này thì đó nó là ốc mới các bác nhé. Nhưng mà khi có cái nhìn vào cái tấm cánh này này thì nhìn màu nó sẽ đậm hơn đúng không ạ? Đậm hơn. Và nhìn nó sẽ có chiều sâu hơn. Còn đây là nó rất là đỏ, đỏ rực lên. Nhưng mà nó là ốc non các bác nhá. Ốc non nó không thể sâu như cái thằng cũ này được. Đấy, xem. Và chiếc tủ này thì đang là có kích thước là nếu mà em đo cái phân bệ này, cái chân bệ các bác nhá, là 1m86, chiều cao là 72. Còn chiều sâu là 50 các bác nhá. Chưa tính cái chân nĩa các bạn. Chân nĩa là chúng ta sẽ tính sau. Đấy, xem. Và quý vị nào mà có quan tâm đến tất cả những mặt hàng đồ gỗ khảm ốc của cơ sở đồ gỗ em thì các bác hãy vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại là 0383639886. Và xin chào và hẹn lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.